Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay thưa chủ nhật là mất điện, anh em mình sẽ đi lên suối và nấu món này ăn nha các bạn. Đây. Cái này là mình nấu món vịt giả cầy nha các bạn nha. Đây mua con vịt tầm có 4 kg vịt xiêm nha các bạn. Còn gia vị mình gồm có là đậu phộng, sả, riềng với lại cà ri, mắm tôm các bạn nhé. Các bác cùng mọi người cùng theo dõi với mình nha. Ơ, một cặp đâu? Ăn sống luôn hả? Ăn được không ạ? À? Chắc có lẽ là không được. Mời các bạn nha. Ngon không vậy? Ngon. Béo. Con vịt 4 kg là rất bự các bạn nhé, xiêm nhé. Chặt đấy, đấm đôi cái kia ra nữa, chặt dài các bạn. To quá rồi. Xong rồi, xong rồi. Bùi bùi ra ra riêng bùi ơi. Bùi đây đi ra đây. Nhỏ nhỏ thôi. Chút nữa anh em tắm xong rồi sẽ đi qua xuống đó để tắm các bạn. Hôm nay đi được cái mình làm caramel không phải quay, không phải là mỗi lần làm mình làm mệt lắm, hôm nay xuống nữa.
thấy chưa, suối đi ra chân thượng các bạn, suối chân thượng chạy về đây này, ở đây nước rất là sạch và mát. Đá thì đá. Ờ. Ủa bọc cơm đi chưa? Mọi người thấy nồi thịt của nhà mình có ngon hấp dẫn không? Đó, thì mình vừa bỏ ra để mình đảo sơ lại các bạn nhé. Nấu một lúc nữa sẽ chín các bạn. Này mấy đứa nó bắt điện lên là làm dưới nhà đây, về nhà thu điều các bạn, bao cái hạt điều nhé, đây. Điều quá trời sai. Anh hai điều này ngày được bao nhiêu tiền anh? Anh gì anh Khánh Trọng ơi, đôi trái ha, nhiều quá làm gì nữa. Ở đây bà cô hái điều này, bà trèo lên đỉnh ngọn cây và rung điều, à, thấy chưa? Hái được nhiều chưa cô ơi? Hái được nhiều chưa? Đó, bà cô trèo đỉnh ngọn cây rung điều, dạ? Đi chơi mà. Xong để nó rụng nó mình lượm hái cho mệt. Này ngày hái được nhiều không cô? Ngày được hơn triệu không? Mấy cây này ngày là hơn triệu là ngon rồi. Ê, điều này xong rồi gom một đống vặt hộp các bạn. Quả chờ kia. Ở đây đống quả điều bỏ. Ở mấy đứa đang tranh nhau lượm tiền thấy nhá. Tranh nhau lượm tiền, lượm tiền đấy. Bố ơi đi xuống coi, để anh đi xuống nha. Ừ, tí xuống rồi này. Ừ. Đó thì giờ mình sẽ kiểm tra coi chín nhá các bạn nhé. Đó, chín rồi các bạn này. Thôi bây giờ mình sẽ dọn lên mâm mời tất cả mọi người vô ăn cùng với mình nha. Thì bây giờ thì bắt đầu chín các bạn nhé. Mình sẽ thưởng thức một miếng xem nó sẽ ngon nào các bạn. Các bạn này, mời tất cả mọi người cùng ăn với mình nhé. Đó, miếng thịt này. Đó, chín. Nóng các bạn. Ngon mọi người. Nó cứ ngon các bạn ạ.
cho miếng mồi xem nó ngon. Ăn như thịt vịt mọi người ạ. Ui, ngon lắm. Mời tất cả mọi người vô cùng ăn với anh em mình nhé. Đây là thành quả của anh em mình đây. Hay sáng giờ mình ăn các bạn. Thì nó hơi cực một tí mà mình tự nấu ăn ngon hơn các bạn ạ. Chắc chắn hơn. Với lại đang cái mùa